con nghe. Ba kéo áo ảnh hả? Chơi đâu? Đi xe đạp. Xe đạp của ai á? Xe đạp nhà con à. Ba đi. Rồi mới làm gì? Xe đạp đi. Ba đi. Mày tính lên gì đi. Xe này của ai? Xe này của ai? Xe gạo. Ừ, xe gạo. Dạ. Dạ không? Dạ đi ra
Ê. Đấy, tôi bây giờ. Ê. Đi ra tôi dắt theo coi. Lưu lại cho mẹ ra kìa, mẹ chạy xe ra kìa con. Đi qua Hàng Yến không? Đi. Con chạy xe hả? Đi qua Hàng Yến lấy mình nè. Ê, ngồi dậy con. Kẹp cái chân vô kìa. Gì vậy? Ai làm gì vậy? Anh chạy xe đạp à? Kẹt chân kìa. Kẹt chân. Chai nó cỡ bao nhiêu ta? Chai nó cũng mua 7 6 ta. Mày chạy đi không? Tôi chạy ra phía trước rồi. Hey, buddy. Không quẹo qua đây, quẹo qua kia. Đi đường này. Ừ, đi đường này. Ai chạy xe ngược giống như con chưa? Dạ chạy xe ngược á hả? Quay lại trong anh. Đây nè, ông làm cái này nè. Đó. Đóng nhờ cái đinh đường kính nha. Dạ. Yeah.